今天hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất, đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng, giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga, biên kịch Kim Siêu Quần. Thông Phản Kiếp với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Diêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Không Tuân Sách, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Trần Hạo Dân trong vai Đường Chân, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Trịnh Gia Du trong vai Triển Dân, Dương Chính Quyền trong vai Trình Nguyên, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Châu Ngọc Lai trong vai Lý Khôn, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Châu Tinh Hạo trong vai Vũ Trúc, Quốc Vĩnh Chấn trong vai Điêu Tán, Đặng Kiến Sương trong vai Nghiêm Đông, Bạch Dân trong vai Đoàn Ngũ và một số diễn viên khác. Trong thư nó nói Bao Chẩn đã để mắt đến nó rồi, nó không chừng sẽ tùy tiện khép cho nó một tội danh để mà xử tử nó. Nó là con một của cô, con là biểu ca trụ của con, chẳng lẽ con thi chết mà không cứu à? Con trong mắt Bao Chẩn vừa không có thái sư đương triều như cha con, vừa không có bàn phi nương nương như con. Không ngờ tuyển chọn con vào cung, kết quả con được hoàng thượng sủng ái, lại là bàn gia chúng ta phải bị nhà tan cửa nát. Cha. Thôi đi. Cha không làm có con nữa. Con cũng đừng tới cầu xin hoàng thượng. Trời đã định Trình Nguyên đã gặp kiếp nạn này, cha cũng đành bất lực. Nhưng mà cha cũng không muốn làm đương triều thái sư này nữa. Hay là cáo lão quy ẩn cho xong, để tránh liên lụy đến người khác trong nhà. Con gái à, con hãy yên tâm ở lại trong cung, tuyệt đối đừng để cho Bao Chẩn hại nha. Cha về đây. Cha, khoan đã, cha. Tuy Trình Nguyên đã phạm quốc pháp, nhưng huynh ấy cũng là người thân của con. Con cũng không muốn nhìn huynh ấy bị xử tử. Nhưng mà ngoài chuyện cầu xin hoàng thượng ra, không còn cách nào khác. Con muốn thử một phen. Hôm nay hoàng thượng đang ở thẩm cung của hoàng hậu, con không gặp được. Ngày mai, trễ nhất là 2-3 ngày, biết đâu có thể cầu xin hoàng thượng ban thánh chỉ. Đến lúc đó thì không kịp rồi. Cha, cho dù đồng ý hạ chỉ cũng phải mất một thời gian chứ. Vậy đi, cha tới Đăng Châu trước, có thể cản Bao Chẩn bao lâu thì cản bấy lâu. Sau khi con xin được thánh chỉ, con hãy lập tức gửi kim bài của hoàng thượng đến Đăng Châu. Để chúng ta về đánh đi. Mở cửa đi.
Trang chủ, chuyện đã làm xong rồi, xử lý hết chưa? Đều chết dưới tay của Đoàn Ngũ, không sót người nào. Đoàn Ngũ, ngươi đừng buồn. Không đủ người thì có thể bù lại mà, hả? Điều Tan. Dạ. Từ Tiền Trang lấy 50 quan cho Đoàn Ngũ trước đi. Dạ, Trang chủ. Đa tạ Trang chủ. Đừng cảm ơn ta. Có thưởng thì có phạt, chỉ cần các ngươi nghe lời, đừng phạm sai lầm. Dạ. Dạ. Trang chủ, bọn đại nhân đã điều cấm quân vào thành rồi, chắc là Trình Nguyên xảy ra chuyện. Chúng ta có cần chuẩn bị trước không? Không cần. Chúng ta chỉ là thương nhân, cho dù Trình Nguyên có khai ra chúng ta, chúng ta cứ nói là không biết. Với tình huống không chứng không cứ, bao chứng cũng không làm gì ta. Nhưng mà dù sao cũng có rất nhiều chuyện hiện rõ quan thương cấu kết. Ngươi có thể nói quan thương cấu kết, thì cũng có thể nói là bị thế lực của quan phủ ép buộc. Không ai có thể chứng minh. Trang chủ qua là rất cao minh. Nhưng mà thời gian này các ngươi an phận chút đi. Tuy ta không sợ bao chữ, nhưng không cần phải rước phiền phức vào thân. Hiểu chưa? Dạ. Đợi sau khi họ rời Đăng Châu, bất kể Tri Châu nhiệm kỳ tới là ai, ta cũng có cách mau chóng khôi phục dáng vẻ trước đây. Ta không tin trên đời này có vị quan nào mà không thích tiền nha. Đường Chân, có học trò. Trình Nguyên đã bị giam giữ, chiếu theo thể chế triều đình, Thông Phan Đăng Châu như người tạm thời phải nhậm chức Tri Châu. Đợi sau khi vụ án kết thúc, trình báo lên triều đình, sẽ chọn Tri Châu nhiệm kỳ mới. Tới lúc đó, ngươi hãy tiến hành bàn giao. Dạ. Kể từ ngày mai, bổn phủ sẽ bắt đầu xét hỏi Trình Nguyên và Chu Cương, đồng thời lần lượt điều tra phần liên quan của Lý Khôn. Ngươi phải bận châu vụ, không cần tham dự. Trong trường nhà có thể có công việc gì chứ? Công việc nhiều lắm. Trước tiên phải chọn ra người thích hợp trong các quan viên hiện hữu để tiện việc giúp đỡ Đường đại nhân đây. Về mặt chọn người, có thể hỏi thăm các quan viên đã nghỉ hưu và đổ vị, thậm chí có thể mời họ đến giúp đỡ. Đúng rồi, họ nhất định sẽ cung cấp không ít kinh nghiệm. Còn có thể thanh tra dân thư về các dự án tồn động, biết đâu có thể từ đó lần ra chứng cứ quan thương cấu kết của Trình Nguyên và Lý Khôn. Nè, khi huynh mới đến đây, dân thư sổ sách họ đưa huynh nhất định là có giả, bây giờ có thể đối chiếu nghiệm chứng lại rồi. Nếu như điều mọi tác đến hỏi chuyện, cũng có thể biết nguyên nhân cái chết của Thông Phán tiền nhiệm và tình trạng lúc đó, chúng ta cũng có thể điều tra ra họ có liên quan đến vô ảnh tán hay không. Trời ơi, nói như vậy công việc phải làm nhiều thật đó. Công tôn tiên sinh nói không sai chút nào. Công việc phải làm không những nhiều mà còn phải chính xác. Đại nhân, xem ra Đường Chân có thể là một vị quan tốt đó. Thành công, bắt đầu từ ngày mai thiếu gia sẽ thay Trình Nguyên quản lý cả Đăng Châu này hả? Chỉ tạm thời thôi. Sau khi Tri Châu nhiệm kỳ mới đến đây, ta vẫn làm thông phán của ta. Không sao cả, ít ra trong thời gian này á, ngoài bao đại nhân ra, thiếu gia chính là quan lớn nhất ở Đăng Châu. Vậy thì sao chứ? Chỉ là trách nhiệm nặng nề hơn thôi. Thiếu gia, đây đúng là chuyện tốt mà. Nếu lão gia còn sống, nhất định sẽ vui mừng cho thiếu gia. Ta chỉ là không dám phụ lòng mong đợi của cha ta thôi. Nhưng những điều này đều phải cảm ơn bao đại nhân. Nếu như không có ông ấy, ta chỉ là một thông phán Đăng Châu bị thuốc chết thôi. Chuyện sau đó phải xem ta có bao nhiêu năng lực.
Đại nhân, hạng người bán quan lương cầu lợi như Trịnh Nguyên sẽ bị phán tội gì vậy? Chiêu theo luật lệ của Đại Tông, hình phạt nặng nhẹ có khác nhau. Với tội trạng này mà nói, cách chức quan là chuyện không tranh được. Hả? Xử hắn nhẹ vậy sao? Còn phải xem tội trạng nặng hay nhẹ, xử hắn 5 đến 10 năm. Nhưng tội của hắn không chỉ là như vậy đâu. Đại nhân, chẳng lẽ đại nhân định xử hắn tội này hay sao chứ? Dĩ nhiên là không. Nếu như chiếu theo tội trạng quan viên nghỉ hưu mà nói, e rằng Trình Nguyên không thoát được tội chết. À, như vậy mới được chứ. Nếu không làm sao người ta có thể hả giận được. Chuyện cô nương, mục đích chính của hình phạt là răn đe người đời, chứ không phải đơn giản là để hả giận. Nếu như trừng phạt một kẻ gian ác có thể khiến phần lớn mọi người cảnh giác, như vậy mới là mục đích chính của hình phạt. Đây cũng là đạo lý thọ hình, không phải là hình. Nhưng ngoài vấn đề lương thực ra, chúng ta vẫn chưa nắm bắt được tội chứng khác của Trình Nguyên. Nếu như bây giờ giam hắn lại, làm sao điều tra tội khác của hắn đây? Nói rất hay. Đây là nguyên nhân bổn phủ muốn Đường Chân tiếp quản Châu Nha. Hắn có thể điều tra ra một số tư liệu có ích trong văn thư an tình của Châu Nha. Chúng ta cũng có thể lợi dụng lúc xét hỏi Trình Nguyên lần ra một số tội trạng. Đại nhân, Trình Nguyên và Lý Khôn đã cấu kết với nhau. Bây giờ Trình Nguyên đã bị giam trong đại lao, Lý Khôn phải có hành động gì mới đúng chứ? Không sai. Binh mã của Hồ Phương canh giữ cửa thành, đề phòng Lý Khôn trốn ra khỏi thành. Chúng ta cũng phải giám sát hành tung của họ chặt chẽ, thậm chí có thể đến thăm dò hắn, xác định động thái của hắn. Nếu Nghiêm Đông hộ tống hắn tẩu thoát, binh sĩ giữ thành không cản được hắn đâu. Đại nhân, hay là để thuộc hạ đi giám sát Nghiêm Đông thì sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì phiền triển hộ vệ. Dạ. Ê, đại ca là như vậy đó. Chuyện đã quyết định thì sẽ làm ngay. Sau khi triển hộ vệ đi theo bốn phủ xử án, chắc là không được vui vẻ như lúc còn trong giang hồ. Đại ca cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn làm rất tốt. Thay vào đó là tiểu nữ thì không được rồi. Không. Tuy là kinh nghiệm của Triển cô nương không được nhiều, được như vậy cũng là đáng quý. Cảm ơn lời khen của Bao đại nhân. Đại nhân, ngày mai xét xử Trình Nguyên rồi, tiên sinh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai cần phải có chút sách lược với hắn, nếu không thì hắn sẽ không khai ra đâu. Dạ, học trò đã hiểu. Học trò cũng đã nói với Triển cô nương. Vậy thì tốt. Đại nhân, có phải là đang phiền não về chuyện tìm tội chứng của Lý Khôn? Không. Tuy là không dễ, nhưng chỉ cần bỏ ra chút tâm tư thì sẽ điều tra. Điều lo lắng của bổn phủ là Trình Nguyên. Học trò không hiểu. Đại nhân lo lắng điều gì?
Với quan hệ giữa Trình Nguyên và Mạc Thái Sư, e rằng xử lý Trình Nguyên thì mâu thuẫn giữa bổn phủ và Mạc Thái Sư sẽ càng sâu đậm hơn. Đại nhân lo lắng người ta sẽ bàn tán, ngộ nhận đại nhân có ý nhắm vào Mạc Thái Sư nên mới trị tổ Trình Nguyên, có phải không? Không. Cả đời bổn phủ chấp pháp xưa nay đều nhắm sự việc. Nếu nghĩ đến lời bàn tán thì không thể xử án đến hôm nay. Với bổn phủ mà nói, chỉ cần không thẹn với lòng, còn danh dự được mất không quan trọng. Nếu đã như vậy, đại nhân còn lo lắng chuyện gì? Bàn Thái Sư tuy là nhờ con mới được ngồi lên vị trí Thái Sư, nhưng nếu đã là quan cùng triều thì không nên đấu đá lẫn nhau. Đây mới là phúc của triều đình. Vụ an Trình Nguyên e rằng sẽ có nhiều phiền phức, sau này không có ngày tháng yên ổn. Đại nhân một lòng vì nước, thiên hạ đều biết. Trong lòng hoàng thượng cũng đã hiểu rõ điều này. Hoàng thượng tuy là quân vương một nước, nhưng cũng sẽ nghĩ đến sĩ diện của bạn nương nương. Đại nhân, hoàng thượng vì chuyện thông phán Đăng Châu mới phái đại nhân đến Đăng Châu. Đó là vì quan hệ giữa Trình Nguyên với bà nương nương, không ai dám xét xử vụ này. Nếu như đại nhân trị tội Trình Nguyên, bất kể bà nương nương có phản ứng như thế nào, hoàng thượng cũng nên ủng hộ đại nhân mới phải. Nếu như ai cũng tin vào sàm ngôn của bà nương nương, không phải khiến người ta nản chí sao? Thần luận quân phi là trai với cương thượng, chuyện này đừng nhắc đến. Dạ, học trò đã lỡ lời. Bất kể là thế nào, Trình Nguyên đã phạm pháp thì phải trừng trị theo quốc pháp, ngoài ra không đáng ngại. Cho dù vì điều này mà chọc giận bạn nương nương, bị hoàng thượng khiển trách, bôn phủ cũng sẽ cam. Xin hoàng thượng làm chủ. Ái phi. Hoàng thượng. Ái phi, nàng đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Mau nói cho trẫm biết ai đang hiếp nàng. Hoàng thượng là Bao Chưởng Bao đại nhân. Ái phi nói nhảm. Bao đại nhân xuất kinh mấy ngày rồi, làm sao có thể bất kính với ái phi được? Hoàng thượng, có phải Bao Chưởng đã phụng chỉ đến Đăng Châu không? Đúng vậy, trẫm đã ra lệnh cho khanh ấy thị sát quân vụ biên phòng Đăng Châu. Nhưng khanh ấy lại đến Đăng Châu điều tra châu chính của Trình Nguyên. Hoàng thượng, Trình Nguyên là biểu ca của thần thiếp đó. Điều này đương nhiên trẫm biết, nhưng trẫm cũng có lệnh cho Bao Chưởng luôn tiện xem xét châu chính của Đăng Châu. Sao vậy? Khanh ấy gây phiền phức cho Trình Nguyên sao? Hoàng thượng, xưa nay Bao Chưởng với cha của thần thiếp Bàn Thái Sư luôn bất hòa. Bao Chưởng đến thành Đăng Châu lấy công làm tư, muốn xử trảm Trình Nguyên. Xin hoàng thượng làm chủ. Bao Chưởng đúng là quá đáng mà. Ái phi có biết Trình Nguyên phạm tội gì mà Bao Chưởng lại xử tử khanh ấy hay không? Hoàng thượng, vì Bao Chưởng muốn trả thù cha của thần thiếp nên đã tùy tiện khép tội cho Trình Nguyên. Hoàng thượng, xin lập tức hạ chỉ đến Đăng Châu cứu mạng Trình Nguyên. Ê, ái phi, nàng đừng nóng ruột. Sao ái phi biết chuyện này, chuyện này có thật hay không? Thái sư nói đó. Hoàng thượng, nếu không hạ chỉ thì không kịp đâu. Thần thiếp quỳ xin hoàng thượng. Được rồi, trẫm hứa với nàng. Nàng mau đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Người đâu? Dạ. Truyền Dương thừa tướng vào cung. Dạ. Chợ. Mang Thuận, nhanh lên cho ta. Nhanh lên đi. Chờ. Nhanh lên. Chờ.
Cha. Hoàng thượng quyết định hạ chỉ đến Đăng Châu sao? Không sai. Trẫm không thể để Bao Chẩn giết Trình Nguyên được. Nhưng mà... Dương thừa tướng, trong lúc Bao Chẩn rời kinh, Khanh có chiếu theo ý chỉ của trẫm căn dặn Khanh ấy không? Ôi hoàng thượng, lão thần đã căn dặn Bao đại nhân y như vậy. Kêu ông ấy bất kể thế nào cũng phải hành xử theo quốc pháp, điều tra vụ án thông phán Đăng Châu. Được. Trẫm kêu Khanh ấy đi điều tra, Khanh ấy là giết người. Khanh nói đi, trẫm có thể không hạ chỉ ngăn cản không? Hoàng thượng, biết đâu Trình Nguyên, hắn đã phạm tội chết thì sao? Không. Bàn Thái Sư nói Khanh ấy có ý lấy công làm tư để trả thù riêng. Hoàng thượng, lão thần xin dùng tính mạng bảo đảm, Bao đại nhân tuyệt đối không lấy công làm tư trả thù riêng đâu. Dĩ nhiên trẫm cũng biết Bao Chẩn tuyệt đối không như vậy. Nhưng mà... Hoàng thượng đừng quên, trước đây hoàng thượng hạ chỉ cho Bao đại nhân đến Đăng Châu chính là vì báo quan trong triều không ai dám điều tra, không ai dám xét xử. Bây giờ Bao đại nhân đã điều tra ra Trình Nguyên có tội, nhưng mà hoàng thượng lại hạ chỉ không cho ông ấy xét xử. Có câu quân vô hí ngôn, lão thần sợ hoàng thượng vì chuyện này mà thất tín với thần tử. Dương thừa tướng, Khanh đứng dậy trước đi. Tạ hoàng thượng. Không phải trẫm ngăn cản Bao Chẩn xử án, nếu như Trình Nguyên thật sự đã phạm đại tội, có thể chuyển về kinh thành xét xử, chưa đến mức phải xử tự hắn gấp như vậy mà. Hoàng thượng. Như vậy đi, nếu Trình Nguyên quả thật đã phạm tội chết, trẫm quyết không tha thứ. Nhưng Bao Chẩn phải tạm đình chỉ chấp hành tử hình, đợi sau khi hồi kinh mới tính. Trẫm đã quyết định rồi, thả một đạo thánh chỉ cho trẫm. Khanh hãy dùng lệnh bài chữ vàng gửi đến Đăng Châu đi. Lão thần tuân chỉ. Đăng Châu. Quỳ xuống. Bao đại nhân, hạ quan thật sự là bị quan mà. Bốn phủ chưa hỏi tội người, tại sao lại kêu quan? Bao đại nhân vẫn chưa hỏi tội tiểu nhân thì đã biến hạ quan thành tội phạm. Hạ quan thật sự không thể phục được. Theo lời nói của người, có phải bốn phủ phải hỏi tội người ngay bây giờ? Theo thể chế của triều đình, trước khi chưa hỏi tội Bao đại nhân, đại nhân không có quyền gỡ mở quan triều đình của hạ quan, cách chức tri châu được. Được, nếu đã như vậy, bốn phủ sẽ truyền lệnh thăng được. Đại nhân, có thể cho phép học trò nói vài câu với Trình Nguyên không? Nói đi. Dạ. Trình đại nhân, Bao đại nhân mời đại nhân đến đây để hỏi chuyện với đại nhân mà nói đã nể mặt rồi. Nếu như thăng đường hỏi tội, thỉnh trảm đao tiền trảm hậu tấu ngự ban ra, e rằng Trình đại nhân sẽ mất mạng với hổ đầu đao ngay tại chỗ. Hả? Đừng nói nhiều với hắn nữa, mời đại nhân mau thăng đường đi. Ê Bao đại nhân, tha mạng đi Bao đại nhân. Trình Nguyên, ngươi định thế nào? Hạ quan biết lỗi rồi, xin đại nhân hỏi chuyện ở đây vậy, hạ quan sẽ trả lời, không dám che giấu. Được, bổn phủ hỏi ngươi, ngươi cất giấu quân lương, thật ra là ngươi hay là Chu Cương? Là Chu Cương, hạ quan vẫn không hay biết. Quan được. Quan phủ niêm phong nhà dân, rõ ràng có gian giấy niêm phong, có đóng dấu chầu nhà. Không có lệnh của người, ai dám dùng con dấu? Điều này... Nha dịch bộ khoai trong nhà môn, tuy là Chu Cương vận chuyển lương thực,
nhưng có rất nhiều người nhìn nhận. Thấy người đến đó để xem xét, sao người có thể nói là không biết? Dạ, Hạ quan. Triều đình đã quy định thu bao nhiêu lương thực, người thu vượt mức là bao nhiêu, từ văn thư sổ sách trong châu nhà và ghi chép giao nộp lương thực của nông hộ thôn trang có thể điều tra ra. Ngươi còn dám chối cãi? Bao đại nhân, Hạ quan biết lỗi rồi, vì Hạ quan nhất thời có lòng tham. Hạ quan xin nhận tội, xin bao đại nhân xử nhẹ cho Hạ quan. Xử nhẹ cho ngươi? Theo bổn phủ thấy, ngươi tội chết khó thoát. Ê, bao đại nhân, cho dù Hạ quan có tội cũng không đáng tội chết mà. Vượt thu lương thực, cầu lợi phi pháp, có lẽ tội không đáng chết, nhưng ngươi vẫn phạm phải tội chết. Đại nhân, bổn phủ hỏi ngươi, Đường Chân Đường đại nhân bị trúng độc là do ai? Điều này Hạ quan không biết. Từ Khiêm Từ đại nhân lại chết như thế nào? Ông ấy chết vì tuổi cao. Công tôn tiên sinh đã nghiệm thi rồi mà. Lúc đó ta đã biết Từ đại nhân chết dưới độc của Vô Ảnh Tán, chỉ là không nói cho Trình đại nhân biết thôi. Hả? Còn nữa, Thông Phan Lân Hân nghiệm kỳ trước, kể cả cái chết của mấy quan viên nghỉ hưu, e rằng người khó thoát tội. Bao đại nhân, điều này tiểu nhân không có biết. Đây đều là Lý Khôn cho người làm đó. Ờ, Triển cô nương, Lý Khôn này có phải là trang chủ tiền trang cô nương đã đề cập với bổn phủ hay không? Đúng vậy. Hình như quan hệ giữa Lý trang chủ của Tiền Trang Tứ Hải và Trình Nguyên không phải là tầm thường đâu. Không, xưa nay tiểu nhân đều dùng thân phận quan phủ để qua lại với hắn. Bất kể ngươi dùng thân phận gì để tiếp xúc với hắn, làm sao ngươi biết được Lý Khôn đã cho người hạ độc? Chẳng lẽ ngươi hợp mưu với hắn, hay chính ngươi là người sai khiến hạ độc? Không phải bao đại nhân. Tiểu nhân xin nói thật, đó là tại vì họ gây trở ngại trong chuyện tiểu nhân hợp tác với Lý Khôn. Tiểu nhân đến hỏi hắn xử trí thế nào, là bản thân Lý Khôn nói là phải thuốc chết họ. Tiểu nhân thật sự không phải là kẻ chủ mưu. Vậy Lý Khôn đã phái ai hạ độc? Đoàn ngũ của Đỗ Phường Ngân Câu. Còn về vụ án đúc tiền giả, ngươi cũng khó thoát khỏi hiểm nghi. Nếu như để bổn phủ điều tra ngươi là người sai khiến đúc tiền, sau đó giết hại 30-40 nhân mạng của Trịnh Hoàng, Trịnh Nguyên, ngươi chết vạn lần không thể chuộc tội. Bao đại nhân, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân cũng nghi ngờ Lý Khôn làm chuyện này, cho nên đã hỏi hắn thật ra là sao. Hắn trả lời thế nào? Ngươi hỏi hắn thế nào? Hắn không chịu thừa nhận, nhưng đúng là hắn bảo tiểu nhân kêu Trịnh Hoàng đến gặp điều toán, cho nên tiểu nhân nghi ngờ chuyện này có liên quan đến hắn. Vậy điều toán có phải là chưởng quầy của Tiền Trang Tứ Hải? Chính là hắn. Trình Nguyên, lời khai của ngươi bổn phủ sẽ lấy làm lời khai trên công đường, ngươi có hiểu không? Tiểu nhân hiểu, xin bao đại nhân giữ nhẹ cho. Công tôn tiên sinh có học trò, cho hắn điểm chỉ. Dạ. Hai người về rồi à? Về rồi. Lão quản gia, có phải bao đại nhân đã hồi phủ không? Lão quản gia tìm đại nhân có chuyện à? Đúng vậy. Ông ấy ở. Đại nhân về phòng rồi. Được, ta đến gặp bao đại nhân. Ông ấy lại có chuyện gì vậy? Ông ấy vui như vậy
chắc là không có chuyện gì. Bao đại nhân, 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 được phúc đến khâu tạ bao đại nhân. Mau đứng lên đi. Tạ bao đại nhân. Tại sao phải đa tạ bổn phủ? Thiếu gia giữ được mạng sống, lại được kiêm nhiệm Tri Châu, được rèn luyện thêm, được nhờ vào nâng đỡ của bao đại nhân. Không, không phải là bổn phủ nâng đỡ, bởi quy chế triều đình nên làm vậy. Để xem hắn có thể tận tâm tận lực hay không. Nhất định được. Bổn phủ cũng tin rằng hắn sẽ không phụ lòng phó thác. Sau khi tất cả vụ án kết thúc, thiếu gia có thể yên tâm ở lại Đăng Châu rồi, đồng thời có thể cưới thiếu phu nhân về. Thiếu phu nhân? Đường đại nhân cưới vợ rồi sao? Đây là hôn sự đã định lúc sinh thời. Sau khi thiếu gia để tang 3 năm, trước là vào lễ bộ, sau đó thì đến Đăng Châu, vẫn chưa có thời gian thành thân. Bao đại nhân à, đến lúc đó đại nhân cũng đến tham gia hôn yến của thiếu gia. Được, bổn phủ nhất định tham gia. Dạ. Đường phúc cao lui. Dạ. Công tôn tiên sinh. Đại nhân. Sao vậy? Không sao cả. Công tôn tiên sinh nên biết là không giấu được bổn phủ. Điều này. Đường đại nhân đã thành thân hay không, tại sao công tôn tiên sinh lại kinh ngạc như vậy? Đại nhân, học trò lo lắng cho Triển cô nương. Điều này liên quan gì đến Triển Vân chứ? Tuy học trò vẫn chưa thể khẳng định, nhưng mà tiên sinh cứ nói. Dạ. Đại nhân, nếu như học trò suy đoán không sai, Triển cô nương đối với Đường đại nhân đã nảy sinh tình yêu rồi. Các vị đại nhân. Đường đại nhân. Trình Nguyên xem thường Dương Pháp đã bị bao đại nhân giam giữ chờ xét xử. Thông phán Đăng Châu như Hạ Quan sẽ tạm kiêm chức Tri Châu, xử lý châu vụ. Nên mời các vị đại nhân đến đây để nói cho rõ. Đường đại nhân tiếp quản Đăng Châu là may mắn của đất nước, là phước lớn của ba tánh Đăng Châu. Đúng vậy. Hạ Quan tuổi trẻ hiểu biết ít, không đủ kinh nghiệm. Đối với châu vụ Đăng Châu, Hạ Quan vẫn chưa hiểu lắm. Mong rằng các vị hãy giúp đỡ cho. Không dám. Đường đại nhân, Trình Nguyên đã bị giam giữ rồi, nên lập tức xét hỏi, nên trị tội theo dương pháp mới đúng. Đúng. Bao đại nhân đã truyền hắn đến hỏi chuyện. Hiện giờ còn phải thu thập tội chứng của Trình Nguyên mới có thể định tội tuyên phán. Hạ Quan mời các vị đại nhân đến đây chính là muốn các vị có thể giúp đỡ mau chóng tìm được tội chứng của hắn. Đúng rồi. Đường đại nhân, đại nhân yên tâm. Tuy chúng tôi tuổi đã cao, nhưng một khi đã làm việc rồi á, tuyệt đối không thua kém hậu sinh trẻ tuổi đâu. Đúng vậy. Được. Vậy thì làm phiền các vị rồi. Không dám. Tại sao quá. Nếu Đường Chân đã định hôn sự, không lý nào lại hủy hôn ước. E rằng Triển Vân phải chịu đả kích không nổi. May là cô ấy chưa đi đến bước không thể rút lui. Không chừng cô ấy vẫn còn chịu đựng được. Chuyện này không nên chậm trễ, cần phải để cho cô ấy hiểu sự thật cho sớm, để tránh càng lúc càng lung. Dạ. Học trò sẽ tìm cơ hội nhắc nhở cô ấy. Không. Cô ấy là muội muội của Triển Hậu Vệ. Về chuyện này, để cho Triển Hậu Vệ xử lý thì tốt hơn, cũng tránh được chuyện khiến Triển Hậu Vệ phải mất mặt. Dạ. Đại nhân,
Thật ra là muốn Triển Dân cùng với Đường Chân đến phủ đệ của Lý Khôn thăm dò hắn. Bây giờ có nên tiến hành như trước hay không? Dân tiến hành. Không thể để gì chuyện giữa hai người họ mà ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa, nếu như cố ý tranh né khiến sự việc phức tạp càng không hay. Dạ, đại nhân. Sau khi Đường Chân đi Châu Nha về, học trò sẽ hẹn họ cùng đến nghe đại nhân căn dặn. Lão quản gia, ông chưa thấy dáng vẻ quay phong của thiếu gia trong Châu Nha đâu, khiến người ta khâm phục đến không có gì nói luôn á. Tất nhiên rồi, đến ở bên cạnh thiếu gia, ta cũng thấy bản thân rất quay phong, giống như bản thân cũng là quan vậy đó. Nếu như để cho ngươi làm quan á, bá tánh thiệt là xui xẻo quá. Ê, lão quản gia, ông xem thường ta vậy sao? Ê, không phải là ta xem thường ngươi đâu, làm quan không có dễ. Làm quan như Trình Nguyên á, không phải là thanh đao giết người sao? Ừ, Đường Phúc nói không sai. Quan viên nắm giữ quyền thế triều đình đã ban cho, nếu như không biết kiểm soát bản thân, đồng thời còn có lòng tạo phước cho dân, nhưng mà chỉ cần bất cẩn sẽ trở thành mối họa của Lê Dân Ba Tánh. Tiểu nhân biết rồi, thiếu gia tuyệt đối không như vậy. Ta không những phải cảnh giác, lúc nào các ngươi cũng có thể đôn đốc ta. Tất nhiên là không cho phép các ngươi ỷ thế hiếp người làm chuyện sai quấy. Dạ. Đường Chân. Hả? Bây giờ chúng ta đến gặp Bao đại nhân chưa? Ba người làm gì vậy? Không nhận ra ta sao? Là Triển. Bây giờ có thể gọi là Triển cô nương rồi. Triển cô nương, sao cô nương lại thay đổi rồi? Bây giờ bên phía Lý Khôn ai cũng biết ta là nữ nhi rồi, tại sao ta phải cải nam trang? Nhưng sao vậy, không thích hả? Vậy để ta cải thành nam trang nha. Đừng. Để vậy tốt hơn. Triển cô nương à, một cô nương xinh đẹp như vậy vẫn là trang phục nữ tốt hơn. Vậy sao? Không sai, cô nương thay trang phục nữ thật sự tốt hơn nhiều. Bây giờ không sợ người ta bàn tán rồi phải không? Dĩ nhiên không, để Triển cô nương chê cười rồi. Tại sao không gọi muội là Triển Dân, gọi Triển cô nương nghe xa lạ quá. Triển cô nương à, cô nương đừng có hiểu lầm, vì thiếu gia không quen. Vậy vẫn kêu muội là Triển Dân đi, nếu không muội không quen đó. Đúng. Còn đứng đó làm gì, mau đến gặp Bao đại nhân đi. Được. Triển cô nương quả là một cô nương vô tư phóng khoáng. Nhưng mà tại sao thiếu gia trở nên không phóng khoáng rồi? Thôi đừng có nói nhảm nữa. Sau khi Trình Nguyên bị giam giữ, tại sao phản ứng của Lý Khôn trở nên quan trọng? Bổn phụ muốn người đến đó thăm dò một chuyến, để tiện việc chuẩn bị đôi sạch. Dạ. Chẳng hay ân sư muốn thăm dò phản ứng gì của hắn? Xem hắn vẫn bình tĩnh hay là đang hoảng hốt lo sợ, hắn có hành động hay là cử chỉ bối rối gì? Có thể dùng chuyện quan thương cấu kết của Trình Nguyên để thăm dò, lắng nghe lời nói của hắn. Điều quan trọng hơn là căn cứ theo phản ứng để suy động thái có khả năng của hắn. Dạ, lát nữa học trò sẽ đi. Để đề phòng bất trắc, bổn phủ sẽ phái Trương Long Triệu Hổ cùng đi. Đại nhân, còn tiểu nữ, thiếu tiểu nữ không được đâu. Dĩ nhiên không thể thiếu Triển cô nương. Người thật sự có thể đảm bảo an toàn cho Đường Chân phải là cô nương. Tiểu nữ biết kiếp này Đường Chân không thể thiếu tiểu nữ mà.
Tiểu nữ muốn nói. Tiểu nữ Triển cô nương, cô nương chỉ cần để tâm đến Nghiêm Đông là được. Trương Long Triệu Hổ sẽ thừa sức đối phó với những người khác. Tiểu nữ biết rồi. Triển hộ vệ lúc nào cũng đang canh giữ ngoài phủ Ly Khôn, nếu cần thiết có thể nhờ hắn tiếp ứng. Hai người đi đi. Dạ. Dạ. Triển Vân thay đổi xiêm y phụ nữ lúc nào? Không những vậy mà cô ấy còn cố ý sửa soạn nữa. Nói như vậy đại nhân, học trò đúng là không nhìn lầm. Mong sao ca tinh thẳng thắn của cô ấy có thể giúp cho cô ấy vượt qua ái tình này. Tìm lý trang chủ các ngươi đó. Dạ. Đường Chân muốn gặp ta hả? Mời hắn vào. Dạ. Hắn đến đây là cái gì? Nếu như muốn bắt ông, người đến nhất định là Bao đại nhân. Thật ra ông ta không có chứng cứ bắt ta. Ta chờ xem hắn có ý định gì. Mời các vị vào trong. Mời. Ôi quý trời ơi, Đường đại nhân, khách khí khách khí. Mời 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 mời. Mời ngồi mời ngồi. Lý trang chủ, vị này là Triển Vân cô nương, trang chủ có còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà Triển công tử đã biến thành Triển cô nương khi nào vậy? Bất kể là công tử hay cô nương, ta nghĩ Lý trang chủ cũng không muốn gặp ta, phải không? Lời nói của Triển cô nương sao mà vẫn chanh chua lợi hại như trước đây vậy? Vậy phải xem ta nói với ai rồi. Nói rất hay. Nói rất hay. Chẳng hay Đường đại nhân đến đây có gì chỉ giao cho lão phu? Trình Nguyên phạm tội bị giam giữ, chắc là Lý trang chủ đã có nghe rồi. Có chuyện này sao? Thật sự lão phu vẫn chưa biết gì. Bất kể là trang chủ có biết hay không, kể từ hôm nay Châu Nha Đăng Châu sẽ do bổn quan tạm thời tiếp quản. Hôm nay cố tình đến nói với Lý trang chủ. Vậy thì phải chúc mừng cho Đường đại nhân. Vậy có phải Lý trang chủ cũng sẽ làm như đối với Trình Nguyên, cũng mở một tài khoản ở Tiền Trang cho Đường đại nhân chứ? Tiếng cô nương nói vậy là sao? Sao lão phu nghe mà nó không hiểu gì hết à? Ê, trang chủ quên cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước rồi sao? Triển cô nương muốn nói cái điều này á hả? Ôi trời ơi, thiệt là không ngờ đích thân Đường đại nhân lại đến nơi này để đòi tiền hối lộ ở thương nhân thật thà như lão phu đây sao? Lý trang chủ. Đường đại nhân, bất kể đại nhân định đối phó với lão phu như thế nào, từ khi lão phu mua bán đến nay, xưa nay đều thật thà, lấy vốn làm lời. Nếu Đường đại nhân đòi tiền hối lộ ở lão phu thì lão phu quyết không đồng ý. Đường đại nhân không hề đòi hối lộ ở ông, mà là giữa ông với Trình Nguyên. Xưa nay chưa từng đưa tiền hối lộ cho Trình đại nhân à nghe. Trong tiền trang của ông không có tài khoản của hắn sao? Dĩ nhiên không.
Đường đại nhân, nếu không tin, mời đến tiền trang để mà điều tra ngay đi. Vậy thì không cần, ta tin rằng không thể điều tra ra gì cả. Trời ơi, Đường đại nhân, cảm ơn đã tin tưởng lão phu.自己快乐满意就好。